Rừng được ví như lá phổi xanh của trái đất. Chúng cũng là những người bảo vệ thầm lặng. Rừng phòng hộ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ đất. Chúng hoạt động như những tấm chắn tự nhiên chống xói mòn. Điều này rất cần thiết cho hệ sinh thái khỏe mạnh và nền nông nghiệp bền vững. Bảo vệ rừng là bảo vệ tương lai của chúng ta. Chúng ta phải hành động ngay để bảo tồn những hệ sinh thái quan trọng này. Sự sống của chúng ta phụ thuộc vào điều đó. Xói mòn đất là một vấn đề môi trường nghiêm trọng. Nó xảy ra khi lớp đất mất bị mất đi do gió và nước. Nạn phá rừng làm trầm trọng thêm vấn đề này. Việc mặt đất màu mỡ đe dọa an ninh lương thực. Xói mòn cũng dẫn đến hiện tượng bởi lăng sông ngòi và hổ. Điều này gây hại cho sinh vật thủy sinh và phá vỡ hệ sinh thái. Chúng ta phải giải quyết vấn đề này một cách khẩn cấp. Việt Nam là đất nước có nhiều cảnh quan đa dạng. Từ những bãi biển dài và đẹp, những cánh đồng lúa bát ngát, đến những dãy núi hùng vĩ, Việt Nam mang trong mình một vẻ đẹp thiên nhiên phong phú và đa dạng. Mỗi vùng miền của đất nước đều có những đặc trưng riêng, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và phong phú. Những cánh rừng xanh tươi bao phủ những ngọn núi và đồi. Những khu rừng này không chỉ là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật quý hiếm, mà còn là lá phổi xanh của đất nước, giúp điều hòa khí hậu và cung cấp nguồn nước sạch cho các con sông và suối. Những khu rừng này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ đất của Việt Nam. Chúng giúp ngăn chặn xói mòn đất, bảo vệ nguồn nước ngầm và duy trì sự cân bằng sinh thái. Rừng còn là nơi cung cấp gỗ và các sản phẩm từ rừng, góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, chúng đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng. Sự phát triển kinh tế nhanh chóng, sự gia tăng dân số và nhu cầu sử dụng đất đai đã tạo ra những thách thức lớn đối với việc bảo vệ và duy trì các khu rừng. Nạn phá rừng và các hoạt động quản lý đất không bền vững đang gây ra những mối đe dọa đáng kể. Việc chặt phá rừng để lấy đất canh tác, khai thác gỗ trái phép và các hoạt động khai thác khoáng sản đã làm giảm diện tích rừng một cách nghiêm trọng, ảnh hưởng đến môi trường sống của nhiều loài động thực vật. Điều quan trọng là phải tăng cường các nỗ lực bảo tồn. Các dự án trong rừng, bảo vệ rừng và quản lý rừng bền vững đang được triển khai nhằm khôi phục và bảo vệ các khu rừng. Sự tham gia của cộng đồng địa phương, các tổ chức phi chính phủ và chính phủ là rất cần thiết để đảm bảo sự thành công của các nỗ lực này. Tương lai môi trường của Việt Nam phụ thuộc vào điều đó. Việc bảo vệ và duy trì các khu rừng không chỉ là trách nhiệm của chính phủ, mà còn là trách nhiệm của mọi người dân. Chúng ta cần cùng nhau hành động để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên quý giá này, đảm bảo một tương lai bền vững cho các thế hệ mai sau. Rừng hoạt động như những bộ lọc nước tự nhiên. Tán cây của chúng chặn những cơn mưa, điều này làm giảm tác động vào đất. Rễ cây liên kết đất lại với nhau, điều này ngăn ngừa xói mòn và lỗ đất. Rừng cũng cải thiện độ màu mỡ của đất, chúng làm giàu đất bằng chất hữu cơ. Điều này tạo ra một môi trường lành mạnh cho cây trồng phát triển. Phần 5. Nông trại phát triển, cộng đồng thịnh vượng. Đất khỏe là điều cần thiết cho nông nghiệp. Nó cung cấp chất dinh dưỡng mà cây trồng cần để phát triển. Khi đạt được bảo vệ, nông dân sẽ được hưởng lợi từ năng suất cao hơn. Điều này dẫn đến an ninh lương thực được cải thiện. Bảo tồn đất cũng giúp điều hòa vòng tuần hoàn nước. Điều này rất quan trọng đối với việc tưới tiêu và nước uống. Bảo vệ rừng mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Phần 6. Bảo vệ tương lai của chúng ta, chính sách và hành động. Chính phủ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ rừng. Họ có thể thiết lập các khu bảo tồn. Họ cũng có thể thực hiện các chính sách thúc đẩy các hoạt động lâm nghiệp bền vững. Thực thi pháp luật một cách mạnh mẽ là rất quan trọng để ngăn chặn nạn khai thác gỗ bất hợp pháp. Các chiến dịch giáo dục và nâng cao nhận thức cũng rất quan trọng. Chúng ta cần chung tay bảo vệ rừng. Phần 7. Sức mạnh của cộng đồng, quản lý ở cấp địa phương. Cộng đồng địa phương là những người quản lý rừng của họ. Họ dựa vào rừng để kiếm sống. Họ cũng nắm giữ kiến thức quý báu về các phương thức quản lý rừng bền vững. Trao quyền cho cộng đồng để bảo vệ rừng của họ là điều cần thiết. Điều này bao gồm việc cung cấp cho họ các nguồn lực và sự hỗ trợ mà họ cần. Cùng nhau, chúng ta có thể tạo sự khác biệt. Phần 8. Lâm nghiệp bền vững. Cân bằng giữa nhu cầu và thiên nhiên. Lâm nghiệp bền vững là một khái niệm quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và duy trì nguồn tài nguyên thiên nhiên. Nó không chỉ là việc khai thác gỗ một cách có trách nhiệm, mà còn là việc bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái rừng. Thực hành lâm nghiệp bền vững là rất quan trọng. Điều này bao gồm việc quản lý rừng một cách có trách nhiệm, đảm bảo rằng các hoạt động khai thác không gây hại đến môi trường sống của các loài động thực vật.
Các biện pháp này giúp duy trì sự cân bằng sinh thái và bảo vệ đa dạng sinh học. Chúng đảm bảo rằng rừng được quản lý một cách có trách nhiệm. Các nhà sinh thái học và các chuyên gia lâm nghiệp làm việc cùng nhau để phát triển các kế hoạch quản lý rừng bền vững. Họ sử dụng các phương pháp khoa học để đánh giá tình trạng của rừng và đưa ra các biện pháp bảo vệ phù hợp. Điều này có nghĩa là khai thác gỗ theo cách không gây hại cho hệ sinh thái. Các phương pháp khai thác gỗ cẩn thận được áp dụng để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Ví dụ, việc chọn lọc cây để chặt bỏ thay vì chất toàn bộ khu rừng giúp bảo vệ cấu trúc và chức năng của hệ sinh thái. Nó cũng liên quan đến các nỗ lực trong rừng. Trong rừng là một phần quan trọng của lâm nghiệp bền vững. Sau khi khai thác gỗ, việc trồng lại cây giúp phục hồi rừng và duy trì nguồn tài nguyên gỗ cho tương lai. Các chương trình trong rừng thường được thực hiện bởi các tổ chức bảo vệ môi trường và các công ty lâm nghiệp. Trồng cây là rất quan trọng để thay thế những cây đã bị chặt bỏ. Việc này không chỉ giúp duy trì nguồn tài nguyên gỗ, mà còn giúp cải thiện chất lượng không khí, bảo vệ đất và nước và cung cấp môi trường sống cho các loài động thực vật. Các hoạt động trong rừng thường được thực hiện với sự tham gia của cộng đồng địa phương. Bằng cách áp dụng các phương thức bền vững, chúng ta có thể bảo vệ rừng cho các thế hệ mai sau. Lâm nghiệp bền vững không chỉ là trách nhiệm của các nhà quản lý rừng, mà còn là trách nhiệm của tất cả chúng ta. Chúng ta cần nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của rừng và cùng nhau hành động để bảo vệ chúng. Bằng cách này, chúng ta có thể đảm bảo rằng các thế hệ tương lai sẽ được hưởng lợi từ các nguồn tài nguyên thiên nhiên mà rừng mang lại. Phần 9. Đầu tư vào hành tinh của chúng ta, lợi ích kinh tế của bảo tồn. Bảo vệ rừng không chỉ là vấn đề môi trường, nó cũng là một vấn đề kinh tế. Rừng cung cấp cho chúng ta những nguồn tài nguyên quý giá. Chúng bao gồm gỗ, thuốc men và nước sạch. Chúng cũng hỗ trợ sinh kế và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đầu tư vào bảo tồn rừng là đầu tư vào tương lai của chúng ta. Phần 10. Lời kêu gọi hành động. Bảo vệ những người bảo vệ xanh của chúng ta. Rừng là một phần không thể thiếu của hành tinh chúng ta, cung cấp không chỉ là không khí trong lành, mà còn là nơi sinh sống của hàng triệu loài động thực vật. Chúng ta phải nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ những khu rừng này. Bảo vệ rừng là trách nhiệm của mỗi người. Mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng đều có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và duy trì sự sống của rừng. Từ việc trồng cây mới đến việc bảo vệ những cây cổ thụ, mỗi hành động nhỏ đều góp phần vào việc bảo vệ môi trường. Chúng ta phải hành động ngay để giải quyết những mối đe dọa mà chúng phải đối mặt. Những mối đe dọa này bao gồm nạn phá rừng, cháy rừng và sự xâm lấn của các loài ngoại lai. Những hành động này không chỉ làm giảm diện tích rừng mà còn ảnh hưởng đến hệ sinh thái và cuộc sống của các loài động thực vật. Chúng ta cần những chính sách mạnh mẽ hơn, tăng cường tài trợ và sự cam kết từ các chính phủ và tổ chức quốc tế. Những chính sách này cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc và có hiệu quả để đảm bảo rằng rừng được bảo vệ và phát triển bền vững và nâng cao nhận thức của cộng đồng. Giáo dục và truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của rừng. Các chương trình giáo dục trong trường học, các buổi hội thảo cộng đồng và các chiến dịch truyền thông có thể giúp mọi người hiểu rõ hơn về vai trò của rừng và cách bảo vệ chúng. Tất cả chúng ta hãy trở thành những người ủng hộ cho rừng của chúng ta. Hãy tham gia vào các hoạt động bảo vệ rừng, từ việc tham gia các tổ chức bảo vệ môi trường đến việc tham gia các hoạt động tình nguyện. Mọi hành động nhỏ đều có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Cùng nhau, chúng ta có thể đảm bảo một tương lai khỏe mạnh và bền vững cho hành tinh của chúng ta. Hãy cùng nhau hành động để bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sống của chúng ta và đảm bảo rằng các thế hệ tương lai có thể tận hưởng vẻ đẹp và lợi ích của rừng. Tương lai của chúng ta phụ thuộc vào điều đó. Nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ, chúng ta sẽ mất đi một phần quan trọng của hành tinh chúng ta. Hãy cùng nhau bảo vệ những người bảo vệ xanh của chúng ta và đảm bảo rằng rừng sẽ tiếp tục tồn tại và phát triển.